Xin chào các bạn, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đến với một cờ rất là hay. Khi ở bên đỏ, trong toàn cuộc sẽ có những bước tư duy rất là khéo léo để thể cứu bạn trong tình huống mà bên đen chỉ còn một nước lửa duy nhất, đó là xe 3 tháng 1 và chiếu tướng sát cục. Như thấy trong tình huống này thì bên đỏ thì các phòng thủ là chống xỉ vô ích, tại vì chốt áp sát. Do vậy phải nghĩ đến cái trường hợp nào mà giải sát, có nghĩa là phải kéo được con xe này đi ra chỗ khác. Bước đi đầu tiên của bên đỏ đó là sẽ tắn xe chiếu, bắt tướng phải ngô lên, sau đó thì lại thối một chiếu, bắt tướng phải thối xuống. Đến đây nếu bên đỏ suy nghĩ là sẽ cắm báo chiếu thì tất nhiên xe sẽ ăn về, xe cũng tiếp tục tắn chiếu đi nữa thì tướng sẽ tắn một, chốt của an sĩ đi nữa thì tướng sang vào thôi. Và như ta thấy thì vẫn không sẽ đỡ được nước là xe tắn xuống và chiếu sát. Với suy nghĩ và tư ly những đường lối như vậy thì bên đỏ lại có một bước đi rất là hay. Đó là bước đi đầu tiên cũng tắn xe chiếu, tướng phải tắn lại thối xe chiếu, tướng lại thối. Và lúc này đi một nước khá hay, đó là bình pháo qua để tróc xe. Tất nhiên là đang không thể không ăn pháo được nên bắt buộc phải thối về ăn pháo. Thì lúc này đi một nước khá hay, đó là tấn tượng đồng thời dùng pháo tróc xe ám sát. Và bước quan trọng nhất là mở được mặt tướng. Như thấy thì bên đen bắt buộc lại phải ăn về tượng. Đến đây đỏ mới tung ra chiêu, đó là pháo tấn chiếu bắt xe và ăn về, sau đó là tiếp tục tấn xe chiếu tướng, bắt tướng phải ngồi lên dùng hạ chốc ăn vào sĩ. Như thấy đến đây thì đã luôn mặt tướng nên tướng không thể ăn vào được. Còn nếu mà sĩ không ăn lên cũng không được, tại vì xe này chỉ chiếu sát này, do vậy bắt buộc sĩ phải ăn lên. Lúc này xe bình qua ăn xe đen. Đến gần này ta thấy thì bình đỏ đó hoàn toàn chiếm ưu thế, bên này có thể là chống sĩ thì tất nhiên đỏ sẽ thối xe về tróc mã, bắt mã phải đi lên, sau đó lại tiếp tục bắn chiếu tướng, tướng phải hạ xuống, sau đó thì lại tiếp tục về truy mã, mã không thể tấn lên lùi hai được tại vì xe sẽ bình qua và bắn chết ngay. Do vậy mã lại phải thối về. Thì lúc này xe đang ở bình qua đang hàm sát thì tướng lại phải bắn một. Lúc này chỉ đơn giản xe thối một và bắt chốt, tất nhiên chốt này sẽ mất. Và chốt này mất thì tất nhiên là bên đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế và sẽ giành chiến thắng. Như trong hình trận này, tuy vào tình cảnh khó khăn nhưng mà bên đỏ đã biết sử dụng một sát pháp rất hay trong toàn cuộc, đó là sát pháp đối diện tiếng hay gọi là đối mặt cường, chúng ta thường hay gọi là trống tướng. Trong các clip tiếp theo về series 36 video toàn cuộc, mình sẽ có dịp giới thiệu với bạn kỹ hơn và những hình trận rất hay về video đối mặt cường hay còn gọi là trống tướng. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và để theo dõi trọn bộ 36 video tài cuộc của mình. Clip của mình hôm nay đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.